Hello anh em, xin chào anh em. Đây là phụ tùng cái cỏ nha anh em ạ. Phụ tùng cái cỏ đây anh em ạ. Đây anh em, đấy hơi rồi, dây giật đầy đủ nha anh em ha, dây ghe đầy đủ này anh em. Đấy, đây anh em, bát cước ha, cái tông rời chụp giật lọc gió, hơi xịn cũng có nha anh em. Hơi xịn chớ xịn nha anh em. Đấy, đây chớ xịn đây anh em. Đây hơi xịn đây anh em. Đây là hơi của hưu luôn nha anh em. Đây anh em, hơi hưu ha. Chớ đây bộ đôi đây anh em. Đấy, hàng cho trung bình có, hàng tốt có nha anh em. Đây của Huvenair luôn nè anh em ạ. Đấy. Hơi chế ha. Này là bộ đôi của Huvenair anh em ha, Huvenair 541 anh em ha. Rồi phụ tùng hàng giá rẻ, tầm trung tầm tốt có đầy đủ hết nha anh em. Đấy. Rồi có số điện thoại trên màn hình ha. Anh em cần thiếu gì thì cứ alo anh em ha. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Con ha. Con trục cơ hơi chế đầy đủ anh em ha. Đấy. Đấy, đây anh em ha. Đây là côn các loại luôn anh em. Lửa chế cũng các loại luôn anh em ha. Từ hàng giá rẻ tới hàng tầm trung anh em ha. Cho tới hàng tốt chính hãng cũng có đều hết nha anh em. Đấy.